Đây là cái bến phà giữa tuyến Mỹ Hiệp và phường 11 Châu Lộc. Mỹ Hiệp thì thuộc thị xã ở phường Lâu Diên, huyện Chợ Mới, An Giang. Đây là cái tuyến bến đò giữa xã Mỹ Hiệp ở huyện Chợ Mới, An Giang qua cái đường 11 thuộc thành phố Châu Lộc. Đây thì đất bồi, dòng sông bên lở bên bồi, bên kia thì lở mà bên đây thì lại bồi nữa cả nhà, bồi rất là nhiều luôn. Bên cạnh phía Đồng Tháp thì dọc theo bờ sông rất là nhiều với công ty thủy sản. Cho nên khu xã Mỹ Hiệp, Khánh Mỹ, Đạt Gió, Đồng Phú Sinh thì bà con cũng nhất là các bạn trẻ cũng qua bên các công ty thủy sản ở bên Cao Lãnh, Đồng Tháp để mà làm. Đa phần là đi lúc 5 giờ sáng hoặc 6 giờ sáng. Đa phần là đi lúc 5 giờ sáng. Tranh thủ giờ làm việc, giờ vô làm. Một cái chuyến đò chạy ngang thì mất cả tầm cỡ 5 phút thôi, nhưng mà chờ đợi thì ra 6-7 phút hoặc 8 phút tùy theo cái chuyến này cả nhà. Cái đò mà khởi hành chạy thì chắc là mau, tầm cỡ 4 phút là tới rồi cả nhà. Nhưng mà theo cái chờ đợi thì nó hơi lâu, nó sanh ra là 6-7 phút, giá 8 phút, có khi 10 phút luôn. Bến đò này thì 3 chiếc đò đưa khách sang sông vào buổi sáng nha cả nhà. Buổi sáng là tăng cường 3 chiếc đò, buổi trưa thì 2 chiếc, buổi chiều 3 chiếc. Rồi bắt đầu
là đông khách nha cả nhà. Cù Lao đang dần dần phát triển, tử dân số rồi nó cũng đông.